Bonsai Hi, chào mừng em đã đến với kênh chuyên lọc của mình. Anh em ơi, hôm nay tôi vừa tiếp nhận một thử thách obby siêu khó đến từ anh Bi Quy Thành. Và cái thử thách đó chúng ta không được di chuyển một cách bình thường đâu, mà chúng ta sẽ hóa thân thành những con thú cưng để vượt qua muôn vàn chướng ngại vật luôn anh em ạ. Rồi, anh em hãy tiếp tục coi video này để xem tôi vượt qua những chướng ngại vật đấy như thế nào nha. Và trước khi đi, hãy cho tôi xin một like, một đăng ký kênh và nhớ là xem quảng cáo đó nha. Còn bây giờ let's go. Rồi anh em ơi, tôi đã có mặt tại thử thách obby siêu khó đấy rồi đây. Anh em có thể thấy tôi bây giờ chỉ có là một cái đầu đang lắc lư thôi đúng không? Nhưng mà không phải đâu, tôi không phải có một cái đầu đâu, mà thân tôi đó chính là một con dưn anh em ạ. nhìn tôi di chuyển đây này. Ren, tránh đường cho chú Bun Jun di chuyển đây. Chú Jun Bun di chuyển nào. Rồi anh em ơi, không những tôi hóa thân thành một con dưn mà tôi có thể hóa thân thành con nhện này. Sợ chưa anh em, con nhện này nhá, có cái vũ khí đằng sau mông đây này, đó chính là một cái răng sắc nhọn luôn. Có con động vật nào mà định tấn công tôi sẽ cạp cho nó mất mông thì thôi. Rồi, và tiếp theo đó chính là một con gà cục tác. Nhưng mà không những con gà này là con gà bình thường mà là một con gà biết bay anh em ạ. Đấy, anh em đi xem tôi bay, tôi nhảy này, nhìn chân tôi cu tê hột mê chưa. Ăn đủ được của nó đấy. Rồi, sau con gà chúng ta sẽ hóa thân thành được một chú kangaroo nhảy siêu cao luôn anh em ạ. Đấy, và hình dạng của những con thú cưng này nó sẽ thay đổi theo kích thước anh em ơi. Đấy, và con cuối cùng là con siêu to khổng lồ, đó chính là một con gấu. I am beer. Tôi là một con gấu siêu to khổng lồ, nhìn ngầu như cái bồn cầu đây anh em ơi. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu với thử thách ngày hôm nay thôi. Thử thách ngày hôm nay tôi nghĩ là với cái màn đầu này, cái cửa nó bé tin hin này, tôi chỉ hóa thân thành con Jun để đi được thôi anh em ạ. Đó, nhìn con Jun này thoăn thoắt luôn, quá là đẳng cấp anh em ơi. Rồi, đến màn tiếp theo. Ui, trước mặt tôi đang là một tia laser siêu to khổng lồ, nên là tôi nghĩ tôi sẽ dùng con gà đi. Tôi sẽ dùng con gà tôi bay qua. Ôi nhưng mà khoan đã anh em ạ, trước mặt tôi lại là một bức tường laser nữa. Bây giờ con gà nó sẽ không hữu dụng ở cái màn này, nên là tôi sẽ chuyển sang cái con kangaroo, vì kangaroo nhảy rất là cao luôn. Đó, trời ơi, quá VIP, quá xịn sò con bò. Mặc dù khi bước vào con game này chúng ta sẽ được chỉ dẫn là mỗi màn mình lên sử dụng con gì, nhưng mà không, với cái IQ vô cùng của tôi thì tôi sẽ sử dụng khác người. Đáng nghe màn này tôi phải dùng con gấu đúng không? Nhưng không, tôi sẽ biến thành con kangaroo, tôi nhảy một phát qua luôn, nhảy một phát lên luôn. Mà không, còn cái màn này chúng ta chắc chắn phải hóa thân thành con nhện rồi, tại vì nó có một bức tường siêu cao. Chỉ có nhện mới leo được tường thôi anh em ạ, chứ mấy con kia không thể nào leo được tường. Con Jun không thể leo được tường rồi anh em ơi. Thông minh lắm. Rồi, đến màn tiếp theo. Uầy, trước mặt tôi đang là một con gì đây? Con cánh cửa con gì đấy, nhìn như của con đầu con rồng ấy nhở. Chính xác là đầu con rồng rồi anh em ạ. Rồi, bây giờ con nhện này không biết con làm được trò trống gì không. Ui, cái gì đây? Trượt chân anh em ạ. Đồ ngu. Đằng kia hơi xa nhưng mà chỉ có con gà mới biết bay thôi, nên là tôi sẽ cho con gà biết bay. Cục tác. Rồi, lại một bức tường siêu to nữa. Quả này tôi nghĩ tôi sẽ biến thành con gấu, tôi húc đẩy tường luôn. Ôi giời ơi, không đẩy được tường thì tôi leo tường anh em ạ. Dùng gấu leo tường luôn. Rồi, tiếp tục, đó chính là một cái đường đua bảy sắc cầu vòng. Con gấu của tôi nó lặng mông quá. Sao mày ngu thế hả? Nên là dùng gấu cũng được, chúng ta hãy dùng gà đi. Dùng gà vừa biết bay vừa biết nhảy. Ui giời, nhảy từng cái này luôn đấy chứ. Rồi, mấy cái bảy sắc cầu vòng này có thể tan biến được nha anh em nha, nên là anh em hãy từ từ chậm rãi. Con gà cũng không nhảy được, con gà nhảy bị bay xuống dưới xã hội rồi anh em ơi. Ôi giời ơi. Rồi luôn. Rồi, mà này chắc chắn phải dùng con kangaroo rồi. Mấy con kia không đi được anh em ạ, mấy con kia không đi được. Rồi, kangaroo chạy cực nhanh, nhảy cực cao rồi. Băng. Sờ, anh em thấy gì chưa? Đấy, sau những lầm lỗi của tôi đã biết chuộc lỗi là dùng con kangaroo này. Ui, màn này người ta chỉ dẫn là mình hãy dùng một con Jun, mình phải hóa thân thành con Jun, nhưng mà không, với cái trình độ của tôi sẽ hóa thân thành kangaroo rồi nhảy qua đây luôn. Nào, cần gì phải biến thành con Jun đúng không? Không phải việc gì phải biến thành con Jun luôn anh em ạ. Rồi, màn này chắc chắn phải dùng kangaroo rồi. Kangaroo mới có thể bật cao được. Đấy, tôi nghĩ cái con kangaroo này rất là hữu dụng luôn nha. Màn nào hầu như màn nào cũng có thể vượt qua được luôn. Quá chuẩn luôn. Bây giờ đến cái màn này, tôi sẽ hóa thân thành con nhện đây để trèo leo lên đây luôn. Ok, với cái màn này con gà biết bay mới có thể nhảy được cái chỗ chấm tròn tròn này. Rồi,
Rồi, con gà cục tác. Gà mẹ gà con mẹ. Anh em thấy nhìn con gà của tôi nhìn giống con gà Tây không? Con gà live stream anh em ạ. Rồi, ok, màn này chúng ta cũng có thể dùng con gà để bay qua nhá. Uầy, sau lưng tôi nhá là một bức tường siêu cao luôn. Nên là chỉ có con kangaroo mới có thể bay lên cái bức tường này được thôi. Rồi, tiếp tục. Mình cứ từ từ chậm rãi thôi, chúng ta đều có thể vượt qua được hết. Rồi, đến bước thứ ba rồi, bậc cuối cùng đây này. Trời ơi, quá nhanh chóng, quá gọn lẹ luôn anh em ạ. Đó, kangaroo nhảy một phát là đến đích luôn. Tiếp tục sẽ là con kangaroo tiếp. Đồ ăn hại. Tôi vội vàng quá, chỗ này phải là con gà anh em ơi. Chỗ này phải lên là con gà. Rồi, đây, bay lên đây, chúng ta sẽ hóa thân thành con gà này. Ui, sau khi mình hóa thân nhá, là cái hồn nó sẽ kiểu là hồn bay phách tán anh em ạ. Đây này. Bởi mất con kangaroo luôn. Rồi gà bay cục tác ra đây luôn. Ok, tiếp tục màn tiếp theo. Ui màn này trượt băng à? Ui xôi ôi. Mà lấy giờ tôi để ý tôi chưa dùng con run anh em ạ. Tôi không dùng con run nhiều nên là màn này tôi sẽ dùng con run đi. Đấy, một con run băng về đích luôn. Hello các bạn, mình là con run đây. Ô, cái tường này nó bị mất. Rồi, tôi nghĩ tôi thích dùng con run hơn bởi vì nhìn nó cute hột mê quá. Không biết là có vượt qua nhiều được chướng ngại vật không? À đây. Nãy giờ con Jun này cũng giúp tôi vượt qua khá luôn đấy chứ. Rồi. Ui, cái màn này nó dích sắc, nó ảo ma Canada quá anh em ạ. Hết tam giác đến tròn, hết tròn lại vuông. Rồi, ui, chỗ này không dùng con Jun được rồi. Con nhện đi. Con nhện khả năng cũng bay qua được đây đấy. Đó. Cần gì phải mấy con kia anh em. Mình dùng con nhện là có thể vượt qua được rồi. Ok chưa? Amazing, good job em. Không cần một cái gì cao siêu cả. Rồi, chỗ này bé này dùng con nhện là hợp lý luôn. Dùng con run cũng được. Đây, chỗ này dùng con run cũng được. Ủa, không lọt con nhện của tôi luôn mà. Thôi, phải hóa thành con run thôi. Đấy, luồn lách đánh võng. Ở dưới đáy xã hội luôn, tôi luồn một cái. Cái gì đây? Bạn nào siêu to khổng lồ thế? Này, đừng có so bì nhá. Nào, định solo à, tôi cũng một gấu. Đừng nghĩ mình to mà mình bắt lạt kẻ yếu. Dùng con gấu hữu ích luôn. Ủa, con gấu này yếu quá. Tôi phải dùng con nhện, tôi leo sang mới được. Rồi, I am Spider-Man. Spider-Man. Bun dây chun, leo tường rất là đẳng cấp luôn. Rồi tôi cứ thế mà tôi leo thôi. Tôi chả biết đâu phương hướng ở đâu. Cho tôi leo lại anh em ơi. Ui mày quá. Trình độ cao của tôi là tôi đã đáp vòng lại được đây. Rồi, quá là tuyệt vời ông mặt trời. Bạn bị kinh rồi. Đấy anh em thấy không? Chỉ có IQ cao mới có thể vòng ngược lại để trèo lại tường thôi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ dùng con gà để mình bay. Ui. Ui giời, đáp đất nhanh lên. Biến ngay thành con nhện cho nhanh. Rồi. Kangaroo cho to. À, bây giờ sẽ là những câu hỏi đố, những câu giải toán à. 1 cộng 1 bằng mấy? Tất nhiên là bằng 2 rồi. Mình phải đi đúng nha. Cái này là cái gì đây? Tôi không nhìn thấy đáp án. 0 nhân 0 bằng 0. Chắc chắn luôn. 1000 trừ 999 đó sẽ bằng 1. 9 cộng 10 bằng 19 rồi. Ui sợi, anh em nhìn thấy thôi chứ tôi học giỏi toán lắm. Mấy cái đáp án này tôi gọi là trong phút chốc là tôi có thể nghĩ ra ngay. Đầu tôi nó lẻ số cực kỳ nhanh luôn. Rồi, bên chèo qua đây. Ui, chỗ này mình phải phối kết hợp nha, giữa gà và nhện các kiểu con đà điểu luôn nha. Rồi, tôi nghĩ là chỗ này leo lên đến đây là mình sẽ biến thành con gà. Và đây biến thành con kangaroo luôn. Ui, anh em thấy tôi đỉnh cao không? Tôi nhảy một phát qua cái cầu thang 7 màu này luôn. Bình thường mấy bác kia là phải xuống dưới đáy để vào cái điểm bao điểm đầu tiên này này, để vào cái điểm đầu tiên, nhưng mà tôi không cần. Tôi nhảy một phát vào luôn cái cầu vòng mà tôi đi. Rồi. Ủa, trước mặt tôi là muôn vàn cái bánh kem luôn. Ngon tuyệt vời ông mặt trời. Ôi giời, đi vào bánh kem mình có bị mất máu hay cái gì đâu. Tôi tưởng đi vào bánh kem là mình bị mất máu các kiểu con đại điểm mà không. Rồi, bây giờ hóa thành con bé hơn mình đi xuống đây. Đó, con gà nhảy rất là từ từ luôn đấy chứ. Tôi nghĩ chỗ này chúng ta lên từ từ thôi, không được nóng vội. Nóng vội là hẹo đấy. Đó, ôi xời. Con gà của tôi nó kiểu nó nhìn cute hột me luôn đấy chứ. Nhìn nó kiểu cứ bị bà bị bạch như con vịt ấy. Con gà nhưng mà thân hình con vịt anh em ạ. Cứ bị bà bị bạch, bị bà bị bõm thôi. Nhìn đáng yêu dã man con gà. Rồi, để lên đây. Rồi. Ôi, cho lại. Tôi nghĩ là tôi làm được. Với con gà tôi vẫn có thể làm được, vượt qua được chỗ này một cách bình thường. Với con gà nhá. Bình thường anh em sẽ đổi thành con nhện, anh em leo lên đây đúng không? Không. Con gà là có thể làm qua tất cả rồi. Ui, chỗ này ảo lòi nhá. Ví dụ mình có con gà mình lộn xuống đây phát là ngã tùng phèo luôn. Mình sẽ biến thành con run.
sai rồi anh em ạ. Không được, không được. Tôi nghĩ rồi mà. Kangaroo đi. Kangaroo bay cao bay xa, bay nhanh. Đấy. Hợp lý chưa? Hợp lý chưa? Kangaroo. Ok, tôi vâng mà chờ chỗ này kangaroo cũng trèo lên được. Cần gì phải con nhện. Đấy. Không, chỗ này cần con nhện thật rồi. Chỗ này chúng ta lên cần con nhện thật rồi. Chúng ta lên biến thân thành Spider-Man để mình vượt qua cái bức tường này thật rồi. Chứ nãy giờ dùng con kangaroo mình tưởng mình bay một phát qua đây nhưng mà không, 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 không. Girls. What? Chỗ này mình lên chọn cái xanh hay đỏ? Xanh hay đỏ đây anh em? Tôi nghĩ là màu đỏ đi. Màu đỏ, màu đỏ an toàn. Nhận rồi, màu xanh. Auto màu xanh nha. À, nhận dạng hai cái đường này kiểu gì? Màu xanh xem nào. Rồi, rồi, rồi. Auto màu xanh. Màu xanh là qua anh em nhá. Nhớ là màu xanh là qua. Ok. Tôi không, chỗ này không được, chỗ này không được. Chỗ này để con nhện thì nó cũng chậm chạp lắm. Con gấu cho siêu to khổng lồ đây. Con gấu cho siêu to khổng lồ đây. Trời ơi. Nguyên con gấu của tôi đi cái cầu này sập cầu luôn. Đi một phát sập cầu luôn. À. Đây rồi, chỗ này chúng ta cần. À, trưởng song sắt bé bé này biến thành con nhện được không ta? Con nhện không được rồi, chỉ có con Jun mới có thể vượt qua được đây thôi. U, đây là một cái cống anh em ạ, thối quá. Cống gì thối thế? Toàn nước thải thối u anh em ơi. Rồi. Con Jun này thì trèo leo vượt qua mấy cái nhỏ nhỏ xinh xinh này thì dễ lắm. Đây rồi, nhện thôi. Cứ cái nào có tường là anh em dùng nhện. Chắc chắn là điều đó. Cái nào có tường anh em lên dùng nhện. Nhưng mà đến đây nhá, là anh phải dùng gà hoặc là con kangaroo. Nó mới nhảy cao nhảy xa được. Đợi. Một phát qua luôn. Một phát qua điểm đến luôn. Rồi chỗ này kangaroo cũng có thể bay qua được. Cần gì phải gà. Chân cứ đạp bạch 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 bạch. Vẫn phải hóa thành con gà anh em ạ. Không thể biến thành con kangaroo để bay qua đây được. Chỉ con gà mới cục táp cái bay như này thôi. Đấy anh em thấy tôi chơi đẳng cấp không? Tôi không cần đi zig zag, tôi đi một đường thẳng luôn. Tại vì con gà này biết bay mà anh em. Gà biết bay mà. Đây trở thành con nhện để leo tường nào. Trèo leo trèo leo. Tôi thử đi một vòng tròn luôn. Tôi đi khác người, tôi đi vòng tròn. Đấy, tôi đi lượn lách đánh võng. Tôi không thích đi cái kiểu mà đêm thẳng một phát lên đích đâu. Tôi đi lượn lách đánh võng thể hiện gọi là kỹ năng trình độ cho anh em xem luôn. Tiếp tục. Chỗ này tôi vẫn nghĩ là cho con nhện đi. Con nhện vẫn có thể luồn qua được đây mà. Chỗ kia chỉ dẫn là mình con Jun. Mà tôi không cần. Ôi, chết rồi. Con nhện bị mắc rồi. Anh em ơi cứu với, con nhện bị mắc rồi. Không ổn. À, đây 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 đây. Không 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 không. Con nhện không không khả thi rồi. Không được thay đổi anh em ạ. Vào đến đây rồi không được thay đổi nữa. Chỗ đi ra mới được thay đổi thôi. Ok. Không sao. Lấy là tôi hơi chập chững tí thôi. Chập chững một tí. Hơi lỗi. Rồi cho lại con gà hợp lý luôn. Tuyệt cả là vòi luôn, bay một phát đến đích luôn. Bây giờ đây, cứ con gà nó kiểu nó bay không, nó điểm rơi nó tốt đấy anh em ạ. Rồi lại là con gà đây. Con gà mấy chỗ vòng xoáy này mình đi mình không bị hoa mắt trong mặt. Mình lớn mà mình đi con gà. À, nó lại bắt mình chọn đúng không? Bắt mình chọn màu đúng không? Chọn màu xanh màu đỏ đúng không? Tôi chả thèm chọn luôn, tôi nhảy một phát. Vẫn phải chọn anh em ạ. Nhưng mà nó là màu xanh. Nó là màu xanh nha, nó là màu xanh nha. Ok. Đấy bên kia màu xanh, mình dẫm vào màu xanh ở bên cái cầu giữa kia kìa. Nó rụng luôn đấy, nó bị tàn hình đấy anh em ạ. Rồi chỗ này con gấu, lâu lắm không dùng con gấu. Dùng con gấu phá tan mấy cái này đi. Tôi nhìn tôi ngứa mắt, con gấu của tôi nó khỏe như này cơ mà. Tôi nhìn tôi ngứa mắt. Ở bên này con gấu bay sang đây á. À, không được, mấy cái bay là mình phải biến thành con gà. Rồi sắp về đích rồi anh em ơi, tôi loát được 96 màn, à đầm 47 màn rồi. Tuyệt quá, tuyệt quá. Bây giờ chỉ còn có 3 màn nữa thôi. Chỗ này là tia laser siêu. Ui đi vào tia laser mất máu anh em ạ. Nhưng mà không sao, tôi vượt qua được. Con gà của tôi xử lý được cái vụ này. Rồi xong luôn, về đến cái mê cung luôn. Mê cung luồn lách cho con Jun đi, luồn lách cho sướng. Bên cạnh con Jun luồn lách cho sướng anh em ạ. Nó có bé đến đâu thì mình cũng luồn được hết. Rồi đấy, thấy chưa? Con Jun nhìn một phát điểm ra luôn. Bức tường cao to nha. Con gấu tôi đâm được không? Không đâm được luôn. Thôi được rồi. Chỉ có con nhện là có thể trèo leo được thôi. Biến thành con nhện, trèo leo cho nó đoàn và hoàng. Đấy rồi, bay lên nào. Ok. Chỗ này tôi sẽ hóa thành con gấu, nó siêu to khổng lồ. Để lát mấy cái này đi. Đấy, con gấu của tôi nó lặng quá. Mấy cái này lăn không được cơ mà. Cái gì đấy? Ô anh em ơi. Yes sir. Yes sir, tôi vượt qua thử thách rồi. Tôi vượt qua thử thách siêu khó, chó bi rồi. Vỗ tay, vỗ tay. Ôi trời ơi, quá là đơn giản
đối với tôi luôn. Tôi tưởng cái gì, cái trò này cực kỳ dễ luôn. Anh em thấy tôi vượt qua thử thách vô cùng là nhanh chóng, vô cùng là xịn sò. Tôi không bao giờ dùng theo cái chỉ dẫn của con game này cả. Tôi mà chơi là tôi phải chơi tự cách chơi của tôi. Tôi hóa thân, tôi biến thân thành những cái con gọi là siêu VIP bậc đầu, nó mới đẳng cấp như thế chứ. Chứ hóa thân thành mấy cái con giống ở trong game này hướng dẫn này không hay một tí nào anh em ạ. Rồi anh em ơi, nếu anh em thấy tôi chơi game hay, hãy để lại cho tôi xin một like, một đăng ký kênh và nhớ là xem quảng cáo đó nha. Còn bây giờ bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha.